Thần hổ mang lại nhiều công dụng. Các hoạt động trong nông nghiệp hướng đến nhiều mục tiêu khác nhau, nào là gia tăng sản lượng mùa vụ, đẩy mạnh sự phát triển của mùa vụ, cải thiện chất lượng mùa vụ, giảm chi phí sản xuất. Để đạt được những mục tiêu này, việc phòng trừ cỏ dại sâu bệnh là điều rất cần thiết. Với mục đích mang lại lợi ích cho người nông dân, thần hổ có công dụng hỗ trợ nâng cao tối đa hiệu quả diệt trừ, phòng ngừa sâu bệnh cỏ dại. Fungicides, growth regulator formulations of all these types of agricultural chemicals. So với các loại hóa chất thông thường khác, thần hổ có sức loan trải đều, rộng hơn và thấm nhanh hơn. Chính vì vậy, thần hổ có thể giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất và không mất nhiều thời gian cho việc phun xịt thuốc. Nhiều loại cây trồng không hấp thu tốt các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chỉ vì các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thường chỉ đọng lại trên lá theo dạng giọt rồi sau đó rơi xuống đất. Vì có độ thấm tốt vào mô thực vật nên khi kết hợp với thần hổ, lúc phun thuốc sẽ giúp cây trồng hấp thụ phân bón và thuốc một cách triệt để hơn. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi sự khác biệt giữa loại hóa chất thông thường được bơm vào một phần bên phải của bề mặt lá và loại hóa chất có chứa thần hổ được bơm vào một phần bên trái của bề mặt lá. Rõ ràng, loại hóa chất có chứa thần hổ lan ra nhanh và rộng hơn, giúp cho thuốc bảo vệ thực vật loan trải rộng trên bề mặt lá, làm cho các loại sâu ăn lá ăn vào chết nhanh hơn, cũng như các loại nấm bệnh, hại cây sẽ tiêu diệt nhanh hơn và triệt để hơn. Nhờ vậy, khi sử dụng thần hổ để phòng ngừa cỏ dại, sâu bệnh cho cây trồng, người nông dân không phải dùng đến liều lượng lớn và không phải dùng nhiều lần. Các loại hóa chất nông nghiệp cần phải thấm vào toàn bộ lá cây thì mới phát huy được tác dụng phòng ngừa sâu bệnh. Tuy nhiên, có rất nhiều loại hóa chất nông nghiệp không đạt được yêu cầu này. Thần hổ có độ thấm vào mô cây tốt nên khi phối hợp với các loại thuốc bảo vệ thực vật sẽ phát huy tối đa hiệu quả của thuốc giúp bảo vệ cho lá cây được an toàn. Sau đây, chúng ta cùng xem hiệu quả thấm sâu của thần hổ vào lá cây như thế nào nhé. Với minh họa này, hóa chất thông thường và thần hổ đều có trộn với chất nhuộm màu đỏ để chúng ta nhìn thấy chúng có thấm vào lá hay không. Chiếc lá bên phải được xử lý với loại hóa chất thông thường, còn chiếc lá bên trái được xử lý với thần hổ. Sau khi nhỏ vài giọt hóa chất lên lá, chỉ vài giây sau, chúng ta phun nước lên lá giống như mưa vậy. Rõ ràng, trên chiếc lá bên phải dễ dàng được rửa sạch, trong khi chiếc lá bên trái vẫn còn nguyên những vệt đỏ. Điều này cho thấy thần hổ đã thấm sâu vào lá. Chính vì vậy, khi sử dụng thần hổ, chúng ta không phải lo trời mưa rửa trôi hết hóa chất. The activity of systemic herbicides and other chemicals may be hastened and enhanced. Các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiện nay thường hay tạo bọt. Vì thế, công ty chúng tôi cố tìm ra một số giải pháp để ngăn chặn sự tạo bọt này bằng sản phẩm thần hổ. Sản phẩm này có chứa silicon silicon chống tạo bọt hiệu quả. Chúng ta có thể thấy được tính hiệu quả của thần hổ ngăn sự tạo bọt qua ba ống nghiệm sau. Ống nghiệm bên trái chứa loại hóa chất thông thường. Ống nghiệm giữa chứa chất lưu dẫn thông thường. Ống nghiệm bên phải chứa thần hổ. Rõ ràng, ống nghiệm bên phải ngăn được sự tạo bọt rất hiệu quả. Cấu trúc khác biệt của các phân tử có trong thần hổ để giúp nó có được nhiều tính năng vượt trội so với các loại hóa chất nông nghiệp khác. Nó có độ thấm tốt, sức loan trải nhanh, rộng, bảo vệ an toàn cho cây trồng trước sự xâm nhập của sâu bệnh. Sử dụng thần hổ có thể giúp nâng cao năng suất và tăng chất lượng nông sản nhờ vào sự loan trải nhanh, độ thấm tốt, giúp cho cây trồng hấp thu lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật một cách triệt để. Dùng thần hổ, bạn có thể tiết kiệm được lượng thuốc, phân bón phun xịt và không phải phun lại khi gặp mưa, do đó bảo vệ tốt môi trường. Thần hổ, sản phẩm tiên tiến nhất hiện nay.